Truyền thông Nhật Bản đưa tin, kỳ thi luật sư bang New York đã chính thức được diễn ra trong vòng 2 ngày cuối tháng 7. Takamura, chồng cựu công chúa Mako, đã bị các phóng viên vây quanh sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Đây là lần thứ 3 Takamura chinh phục thử thách này. Tại địa điểm thi, anh đeo khẩu trang màu trắng, mái tóc buộc đằng sau quen thuộc và mặc trang phục thoải mái. Dù bị phóng viên theo sát, nhưng chồng cựu công chúa Mako vẫn nở nụ cười lịch sự và di chuyển nhanh để trở về nhà sau khi hoàn thành bài thi. Một phóng viên hoàng gia tiết lộ trên truyền thông, Takamura có vẻ thoải mái hơn trong kỳ thi lần 3 này. Trước đó, anh ấy chỉ thiếu 5 điểm để thi đỗ. Tôi tin rằng lần này Takamura đã cải thiện rất nhiều trình độ của mình, nên trông anh ấy mới tự tin đến vậy. Theo nhà báo này, Takamura đã bước vào kỳ thi thứ 3 với một tâm thế khác, anh đã có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn cho thử thách lần này. Trong kỳ thi đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, con rể thái tử Nhật chưa có quá nhiều kinh nghiệm, bận rộn với công việc mới và lên kế hoạch tổ chức hôn lễ với cựu công chúa Mako. Việc anh nhận kết quả không đỗ là điều dễ hiểu. Trong lần thi tiếp theo diễn ra vào tháng 2 năm nay, Takamura vừa mới kết hôn, anh và Mako còn dành thời gian để xây dựng tổ ấm mới. Bên cạnh đó, sự theo dõi quá sát sao của truyền thông sau khi cặp đôi sang Mỹ cũng gây ra nhiều áp lực và căng thẳng cho chàng rể hoàng gia. Với Takamura, kỳ thi luật sư này mang rất nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ đem đến cho anh công việc luật sư yêu thích với vị trí và mức lương cao hơn, giúp vợ chồng anh ổn định cuộc sống bên Mỹ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giành lại niềm tin của hoàng gia và dân chúng. Trước khi kết hôn với Mako, Takamura đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi gia đình anh vẫn chưa giải quyết được triệt để bê bối tài chính khiến đám cưới bị trì hoãn nhiều lần. Mẹ đẻ của chàng rể hoàng gia đã vay tiền hôn phu cũ nhưng chưa trả. Sau khi hôn lễ được cử hành, Takamura mới hoàn tất việc trả nợ này.